神吗？不舒服吗？穿在身上有什么不舒服吗？穿在身上有什么不舒服吗？ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung: liên hệ ngay, mã siêu thị, 超市 sư. khỏi suột. đỡ su siêu Khỏi quên, đỡ quên em tưởng đều lấy ra rồi. Tôi đã ra rồi. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. 完全忘记他们的存在了。Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. 前几天进去找本书，省时三看一个，抽空看一眼，希望，希望，千织料，纬纱，面料摸起来。 Đẹp một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ý đẹp càng hào khẳng. Cơ chung, sai chung. Trung khỏ. Dân bà đến từ mình chọn. Tài tha lái tự chuyển. Độ dài vừa hay. Tráng tù căng Rất thích hợp với em. 很适合你。sự Hợp Mặc ở trên người. Tran không thoải mái. 不舒服。